Dự án tuyến metro số 4 cầu Bến Cát, quận Gò Vấp, đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh có vốn đầu tư lớn nhất 97.000 tỷ đồng vì là tuyến metro dài nhất. Ban quản lý dự án đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã lập dự án tuyến metro số 4 cầu Bến Cát, Gò Vấp, đường Nguyễn Văn Linh, quận 7. Theo đó, dự án gồm tuyến dài 35,7 km đi qua các quận 1, quận 3, 4, 7, 12, quận Gò Vấp, Phú Nhuận và Nhà Bè. Trong đó có 0,73 km đi trên mặt đất, 18,2 km đi trên cao và 13,1 km đi ngầm. Và metro số 4B dài 3,4 km đi qua các quận Gò Vấp, Tân Bình và Phú Nhuận, tất cả đều đi ngầm. Để đáp ứng yêu cầu bảo trì sửa chữa đầu máy toa xe, dự án đã lập quy hoạch hai depot. Trạm bảo dưỡng kỹ thuật gồm depot Thành Xuân, quận 12 có diện tích là 24,5 hectare và depot Hiệp Phước, Nhà Bè có diện tích là 21,2 hectare. Theo quy hoạch, thành phố Hồ Chí Minh xây 8 tuyến metro và 3 tuyến monorail và xe điện mặt đất. Đến nay thì có 3 tuyến metro gồm metro số 1 đã khởi công, metro số 2 và metro số 5 đã được các nhà tài trợ sắp xếp có đủ vốn đầu tư cho dự án.